Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 14 tháng 9. Chúc quý vị và các bạn khởi đầu một ngày mới thành công và nhiều may mắn. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện đầu ngày. Những tin chính có trong mục chuyển động ngày mới. 99% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội. Truy xuất nguồn gốc đặc sản Lào Cai qua thiết bị di động. Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 3.230 trên 3.272 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố Lào Cai, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 bằng 99%. Để có kết quả trên, Đảng ủy cơ sở các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt quy định số 29 ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng và hướng dẫn số 01 ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng, công văn số 661 ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Điển hình làm tốt công tác đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở là huyện Bảo Thắng, Sapa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Có 1.717 chi bộ bầu ban chi ủy bằng 52,5% so với tổng số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổng số cấp ủy chi bộ khóa mới được bầu là 7.261 đồng chí, trong đó có 2.065 đồng chí là nữ, hơn 3.000 đồng chí là người dân tộc thiểu số, 45,5% có trình độ chuyên môn cao đẳng đại học trở lên. Theo công bố của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, từ nay chỉ với thiết bị điện thoại di động thông minh, người tiêu dùng đã có thể truy xuất nguồn gốc các loại đặc sản của tỉnh một cách dễ dàng. Trước mắt, hơn 100 dòng sản phẩm của 16 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu của tỉnh đã được dán tem điện tử để phục vụ tra cứu truy xuất. Các sản phẩm đầu tiên này chủ yếu là mặt hàng nông sản sạch gắn với các thương hiệu nổi tiếng của địa phương như cá nước lạnh và nấm hương Sapa, thịt châu sấy Bảo Yên. Sản phẩm lợn đen Bắc Hà, gạo sén cù và tương ớt Mường Khương, miến đào Bát Sát. Được biết, Lào Cai là địa phương thứ tư trong cả nước sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng triển khai ứng dụng hệ thống minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm có thể thực hiện nhanh chóng thông qua phần mềm quét mã QR code cài đặt trên thiết bị di động có gắn camera. Sau khi quét, trên màn hình thiết bị sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm, bao gồm nơi sản xuất, giấy chứng nhận, kênh phân phối, cơ sở sản xuất. Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về phòng chống sốt xuất huyết của toàn thể nhân dân, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết tại tổ 14 phường Bắc Cường. Được biết, trên địa bàn phường có 6 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 trường hợp đã điều trị khỏi, có 2 trường hợp mắc sốt xuất huyết ngay tại địa phương, không phải đi từ vùng có dịch về. Hiện phường đã huy động các lực lượng và bà con nhân dân tập trung tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải, vệ sinh cơ quan trường học, vệ sinh gia đình, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm. Bên cạnh đó, kết hợp với kiểm tra bọ gậy long quang tại các vật dụng chứa nước dùng trong sinh hoạt của các hộ gia đình như bể nước, dụng cụ chứa nước, lọ hoa, túi ni lông. Khi phát hiện cần thực hiện ngay các biện pháp diệt long quang bọ gậy, thao rửa dụng cụ chứa nước. Chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể khu dân cư là đẩy mạnh thực hiện giải pháp phòng chống, đồng thời là chỉ đạo các tổ dân phố thường xuyên và xem rằng các cái việc tham gia phòng chống sốt xuất huyết cũng là một trong những cái yếu tố để đánh giá các cái gia đình văn hóa và đánh giá cái tích cực của hệ thống chính trị ở khu dân cư trong việc tham gia phòng chống sốt xuất huyết. Việc tổng vệ sinh môi trường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tích cực phòng chống dịch sốt xuất huyết với khẩu hiệu không có lăng quăng bọ gậy, không có mũi vằn sẽ không có sốt xuất huyết. Vụ Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế cho biết, từ năm 2018, việc điều trị thuốc ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả thay cho việc cấp thuốc miễn phí như hiện nay. Để được thanh toán bảo hiểm y tế, người nhiễm HIV/AIDS phải tham gia bảo hiểm y tế, nhưng một số bệnh nhân không có đủ điều kiện kinh tế để mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như quy định của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành. Do đó, Bộ Y tế đang trong quá trình sửa đổi Thông tư 15 năm 2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV để đảm bảo tất cả những bệnh nhân HIV/AIDS đều có thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay, cả nước có gần 120.000 người nhiễm HIV đang được điều trị. Trong đó,
số người có thẻ bảo hiểm y tế chiếm khoảng 66%. Báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Lào Cai cho thấy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra trên 70 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 30 người, bị thương gần 100 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ giảm khoảng 14%, số người chết giảm 18%. Trong quý 2, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân do mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu. Nhiều tuyến đường hư hỏng vì mưa lũ, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Dự báo trong những tháng cuối năm 2017, du khách sẽ đến với tỉnh Lào Cai nhiều hơn. Do vậy, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lào Cai đề nghị các sở ngành, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung theo kế hoạch năm an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông như nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ngành giao thông vận tải kiểm tra, rà soát, lắp đặt lại hệ thống biển báo, sửa chữa hạ tầng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày 14 tháng 9. Vùng đồi núi thấp đêm về sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng núi cao đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai đêm về sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ và có thể có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Tiếp theo chương trình, mục ống kính góc rộng. Quốc lộ 279 đoạn thôn Khe Lếch, xã Sơn Thủy sang xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, nỗi kinh hoàng của người và phương tiện tham gia giao thông. Bí thư chi bộ thôn Giàng Trù gương mẫu học tập và làm theo Bác sẽ có trong mục nét đẹp cuộc sống. Phần cuối chương trình, trong mục ấn tượng ngày mới, mời quý khán giả cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của Hồ Đồng Tuyển, một địa điểm đẹp ở phía nam thành phố Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 279 đoạn từ thôn Khe Lếch, xã Sơn Thủy sang xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn từ nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và là nỗi khiếp sợ của các phương tiện khi lưu thông qua đoạn đường này. Phóng viên chương trình đã ghi lại nhiều hình ảnh và ý kiến phản ánh của người dân về con đường này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quốc lộ 279 đoạn từ thôn Khe Lếch, xã Sơn Thủy sang xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn. Chỉ dài hơn 10 km, nhưng các phương tiện tham gia giao thông phải mất hàng giờ mới đi hết đoạn đường này. Từ nhiều năm nay, đường đã xuống cấp, thời gian gần đây lại xuống cấp trầm trọng hơn. Mùa nắng thì bụi bay mù mịt, mùa mưa, những ổ voi, ổ gà, ngập nước gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Xe đi qua đây là rất là đông, rất là bụi. Thứ hai nữa là phóng rất nhanh, vấn đề là phóng nhanh, con em đi học là rất là nguy hiểm. Cho nên là lưu lượng rất là lớn. Nên là mong các cấp chính quyền xem xét để làm sao để hạn chế cái tai nạn giao thông với là một vấn đề đi nhanh. Bụi là một cái, thêm là ổ gà rất nhiều. Để mà nhiều khi tôi đi là thường xuyên là tôi đi trên con đường này, một ngày là tôi mỗi một ngày tôi đi một chuyến đấy. Nhưng mà để mà nói về cái đường để mà đi tránh, nhiều khi cảm giác tôi gần như xe va quẹt vào đến xe của xe máy rồi, tránh rất khó khăn. Chủ yếu là ổ gà, ổ voi này bây giờ nó nổi lõm hết đường, những lúc đi tránh nhau chẳng tránh được, tránh cả sống rãnh, chắc chắn là sẽ gây nguy hiểm cho mình rồi. Đường vốn dĩ đã hẹp, hệ thống thoát nước hai bên đường không phát huy hiệu quả. Vũng bùn trơn trượt như thể bẫy các phương tiện tham gia giao thông. Mái ta luy sẵn sàng sạt xuống, mặt đường đầy đá hộc lổn nhổn gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo người dân, nguyên nhân khiến con đường xuống cấp trầm trọng là do lượng xe có tải trọng lớn lưu thông suốt ngày đêm. Việc va chạm gây tắc nghẽn và tai nạn giao thông trở thành thường xuyên và gây nhiều bức xúc cho người dân ở khu vực này. Xe tránh nhau không có làn đường. Hai cái làn đường thì một chiều tôi đi về, tôi đi xe máy mà thậm chí tôi tắc đường đến 40 phút. Đấy, theo như ý kiến của tôi là xem là như các ban ngành là xem cái đoạn đường này
để như thế nào cho nó hợp lý cho dân đi. Đường đã rất chi là nhiều xe trọng tải lớn. Tôi mong muốn làm sao mà đường trước đường tá đi lại nó thuận tiện, nó dẫn đường để cho dân là đi lại vận hành đi sao nó thuận tiện, nó đỡ gây tai nạn cho bà con nhân dân. Nó chạy thì bất kể nó chạy cả ngày rồi, nhưng mà về chậm tối đấy thì nó cũng chạy, có đêm nó còn chạy đến 12 giờ đêm ấy, xe tải ấy, xe cao lanh ấy. Nó khó khăn, đi lại nó cũng có, với lại cái gì nó cũng hỏng hết rồi bây giờ đây này. Được biết đoạn đường này đã được phê duyệt để nâng cấp, tuy nhiên do thiếu vốn nên các đơn vị thi công cũng cầm chừng. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có biện pháp khắc phục kịp thời đoạn đường này để đảm bảo cho người và các phương tiện tham gia qua lại an toàn. Thưa quý vị và các bạn, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa đi vào chiều sâu, thời gian qua các đảng ủy xã trên địa bàn huyện Bắc Hà đã triển khai một cách nghiêm túc, sáng tạo và đạt hiệu quả, tác động đến từng hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, mang lại lợi ích cho người dân. Từ những phong trào, những việc làm thiết thực cụ thể đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình. Ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Giàng Trù, xã Nậm Khánh, ông Lý Văn Tiến, một đảng viên gương mẫu, tận tụy, một điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên tại thôn Giàng Trù, xã Nậm Khánh, ông Lý Văn Tiến cũng như bao thanh niên khác trong thôn đã rất nhiệt tình, hăng hái tham gia các phong trào do địa phương phát động và trưởng thành từ đó. Năm 2006, ông Tiến được bầu làm bí thư chi bộ thôn Giàng Trù. Ông luôn làm tốt nhiệm vụ được giao bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình, được người dân tín nhiệm, yêu mến. Đến năm 2016, ông được bà con tín nhiệm bầu giữ thêm chức trưởng thôn. Ông Tiến chia sẻ, khi gánh vác cả hai chức danh, chắc chắn công việc sẽ nhiều hơn, vất vả hơn. Nhưng để làm tốt cả hai vị trí, người đứng đầu thôn phải đặt sự công tâm, công bằng lên trên và lấy dân làm gốc. Học tập và làm theo bác thì đối với tôi là một bản thân là một người bí thư chi bộ, trưởng thôn thì mình phải nhận thức được trước nhất rằng là những cái vấn đề gì khó khăn, cần nhất thì mình phải là người gương mẫu đi đầu trong thực hiện về cái cuộc cái vấn đề học tập bác cũng như làm theo bác. Đấy, về thể hiện qua những cái lời nói đi đôi với việc làm. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bằng uy tín của mình, ông Tiến đã cùng đội ngũ cán bộ, ban mặt trận thôn tích cực vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới. Đến nay, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân thôn Giàng Trù đã đầu tư công sức xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi, hệ thống đường giao thông liên thôn. Cụ thể trong 3 năm qua, người dân thôn Giàng Trù đã hiến hơn 1.000 mét vuông đất để làm đường liên thôn, xây điểm trường mầm non, làm nhà văn hóa và đóng góp hơn 45 triệu đồng đổ bê tông 2,2 km đường liên thôn. Trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới, với lại với cương vị là một người đứng đầu ở thôn, thì là mình vừa là người phải tuyên truyền vận động, vừa là đóng góp cái trí tuệ, rồi là vừa đóng góp sức lực cho bà con nhân dân. Đấy. Ví dụ là làm đường này, hiến đất làm đường, rồi là làm các công trình vệ sinh môi trường. Các cái thì mình nói mình phải làm trước, kể cả nhà vệ sinh, rồi là đến cái hố rác, rồi là cái vệ sinh nhà cửa, chuồng trại gia súc, gia cầm xa nhà thì mình phải là người thực hiện làm trước, đi đầu, sau đó thì người dân người ta nhìn vào thì người ta mới thực hiện theo. Tiêu chí giao thông nông thôn đã hoàn thành, người dân đi lại thuận tiện, nhưng điện thắp sáng vẫn chưa có, trong khi thủy điện Nậm Phàng đã xây dựng xong. Chờ điện do nhà nước cung cấp mãi không được, bí thư chi bộ, trưởng thôn Lý Văn Tiến đã cùng cấp ủy chính quyền xã Nậm Khánh kiến nghị lên cấp trên để người dân thôn Giàng Trù sớm có điện lưới quốc gia phục vụ đời sống. Sau nhiều lần kiến nghị đề xuất, đến cuối tháng 8 năm 2017, các hộ dân thôn Giàng Trù đã có điện lưới quốc gia về tới tận nhà. Có điện, người dân nơi đây có thêm điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí điện trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Anh Tiến, từ anh nhận chức làm trưởng thôn từ năm 2016, anh cũng rất nhiệt tình, làm rất tốt. Nói chung về mọi cái là anh cũng dân kiến nghị đến đâu thì anh cũng
làm và theo cái nhà nước để ra cái gì thì anh cũng làm theo cái đấy ạ. Cá nhân đồng chí Lý Văn Tiến, đồng thời bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, thì qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, đồng chí thực hiện rất tốt, đặc biệt là trong năm qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí rất là nhiệt tình, tấm gương đi đầu trong vị chi bộ, rồi là trong xây dựng Đảng, chi bộ trong sạch vững mạnh, phát triển Đảng. Rồi ngoài xây dựng Đảng thì đồng chí còn vừa hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ tận tụy, hết lòng vì công việc, trong nhiều năm qua, ông Lý Văn Tiến được tặng nhiều giấy khen của các cấp và là một trong những tấm gương điển hình về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Anh Huy Trường ạ, ở quanh thành phố Lào Cai chúng ta thì có thể dễ dàng tìm thấy được những hồ nước nhân tạo hay là hồ tự nhiên, vừa đẹp lại có những điểm vui chơi ăn uống lý thú như là hồ Kim Thành ở xã Đồng Tuyển, hồ Cửa Nam ở xã Vạn Hòa hay hồ Ná Luộc ở xã Cốc San, huyện Bát Sát. Và anh Huy Trường có biết là có một hồ nước cũng rất đẹp ở thành phố không? Có phải Thanh Hoài muốn nhắc đến hồ Đồng Tuyển không? Vâng, đúng như vậy anh Huy Trường ạ. Nếu như ở những hồ khác thì mặt nước hồ trong xanh, thì ở hồ Đồng Tuyển với rất nhiều bèo mọc ở hồ đã tạo ra một cảnh quan rất đẹp mắt, nhất là vào mùa hoa bèo nở. Đây cũng là địa điểm chụp ảnh lý tưởng của các cặp đôi. Vâng, đúng vậy Thanh Hoài. Và ít phút còn lại của chương trình thì mời quý khán giả cùng ngắm nhìn hồ Đồng Tuyển. Những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc chương trình Lào Cai ngày mới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.